quý vị và các bạn, trong chuyên mục Hà Nội với cả nước tuần này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin về một loại nấm đang thu hút sự chú ý của dư luận với tên gọi là nấm Ngọc Dương, thường mọc trên vùng núi cao so với mực nước biển ở những nơi có khí hậu lạnh. Ở nước ta, nấm Ngọc Dương mọc nhiều ở các tỉnh miền núi như Hòa Bình, Lào Cai, Sơn La, Điện Biên. Loại nấm này được khẳng định là một loại thuốc có tác dụng bổ dưỡng cao với công dụng bổ thận, tráng dương, bổ máu, kích thích đường tiêu hóa, giúp phụ nữ phục hồi sức khỏe sau khi sinh. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một phóng sự. Từ thông tin về nấm tỏa dương, chúng tôi hành trình đến vùng đất Yên Bái, nơi bà con dân tộc trên địa bàn từ lâu đã bào chế loại nấm kỳ lạ này thành bài thuốc cổ truyền có công dụng tốt đối với sức khỏe. Nấm tỏa dương có tên khoa học là Cinnamomum sulgaricum, còn được gọi là củ gió đất, củ ngọc núi, hoa đất, xà cô, ký sinh hoàn, bất lão dược, địa mao cầu, hoàng cốt lương hay nấm ngọc cẩu. Hàng năm vào tháng 8 đến tháng 12, loại nấm này mới mọc và trưởng thành. Loại nấm này được dùng thông dụng trong việc chữa bệnh thường nhật của y học cổ truyền, được xếp trong nhóm thuốc bổ dương của đông dược. Thuốc này vị ngọt, tính ấm, có công dụng bổ thận, trợ dương, nhuận tràng, thông tiện, thường được dùng để chữa chứng bệnh như liệt dương, di tinh, lưng đau, gối mỏi, suy nhược cơ thể, suy nhược thần kinh, viêm dạ dày, viêm thận, xuất huyết do giảm tiểu cầu nguyên phát, táo bón ở người già. Thuốc được dùng dưới hình thức độc vị hoặc phối hợp với tang phiêu tiêu, thục địa, ma nhân và các vị thuốc khác. Bài thuốc cổ nổi tiếng chuyên dùng để chữa chứng di tinh có tên gọi là kim tỏa cố tinh hoàn. Nấm Ngọc Dương thường mọc và sống ký sinh trên rễ những cây gỗ lớn trong rừng sâu ẩm thấp. Trên Yên Bái thì là có nhiều bạn bè anh em có một cái thông tin, tức là có trên đó là có cái loại nấm trên đó thì người ta gọi là nấm tỏa dương. Thế rồi là có nơi thì cây cái gió đất. Thế thì khi mà cái loại nấm này thì ở trên đấy đồng bào người Dao người ta có đặc thù là người ta thái ra cho vào sắc nước uống. Thế thì có một cái đặc biệt là tức là phụ nữ người Dao ấy, thế là khi người ta mới sinh nở xong, người ta uống cái nước này thì là ngày hôm sau có thể lên được phát dễ, thế nó bồi bổ sức khỏe cho phụ nữ rất tốt. Thì còn đối với nam giới thì là nó là tuyệt vời. Ở lứa tuổi chúng tôi mà còn được có những cái sức khỏe như thế thì rất là quý. Thế sau đó là cũng liên tục rất là nhiều lần chúng tôi cũng nhờ người mua thì lấm, nhưng mà có cái đặc biệt là cái loại lấm này thì trên đấy thì nó chỉ có nó vào tháng 9 tháng 10 là có lấm tươi thôi. Thế còn bây giờ thì là hết mùa thì lấm khô. Thế thì khi mà chúng tôi có cái lấm đấy về thì bản thân chúng tôi là cũng vừa là cái người mà dùng thấy rất là quý. Nhưng mà có một đặc biệt là quý như vậy, thế nhưng mà chỉ có hiện nay cái phổ biến rộng rãi thì chưa có cao. Đây là một gia đình đã nhiều đời làm nghề bốc thuốc, cũng vì vậy mà bà nắm rõ nhất cách bào chế sử dụng loại nấm độc đáo này. Gia đình chúng tôi làm nghề thuốc nhiều năm nay, chủ yếu là thảo dược. Đi rừng nhiều, chúng tôi biết nhiều loại nấm, trong đó có nấm tỏa dương. Loại nấm đó ẩn trong lòng đất, chỉ đến tháng 9 và tháng 10 mới trồi lên khỏi mặt đất. Trước đây chúng tôi hái về rồi sắc lên nước hoặc ngâm rượu uống thấy rất khỏe, rất dễ chịu. Người bị suy nhược cơ thể khi uống sẽ thấy thể trạng được tăng cường. Tôi và gia đình đã sử dụng loại nấm này nhiều năm rồi, con cháu chúng tôi đều rất khỏe mạnh và hạnh phúc. Cây nấm thỏa hương nó mọc ở trên núi cao, nó có tác dụng ở đây nhất là phụ nữ sau khi sinh thì chỉ thái ra uống mới lại thêm vào cái thuốc cây nữa. Ở đây chị em phụ nữ bây giờ là không phải vất vả mấy, nhưng mà trước như bọn tôi này thì đi cứ đẻ được 10 hôm là bắt đầu cắm con lên rừng. Đồng bào dân tộc Dao từ lâu đã sử dụng nấm tỏa dương như là vị thuốc trước để thuốc bổ, bồi bổ cơ thể, sử dụng cho những trường hợp phụ nữ sau khi sinh nở, cho những trường hợp người mới ốm dậy và dùng cho những trường hợp như bị tê mỏi chân tay, đau lưng mỏi gối. Thì ngoài ra nấm tỏa dương còn có dùng trong những trường hợp rất là đặc biệt đối với lại phái mạnh, như là một là làm cho chậm cái tiến trình của cái quá trình viện mãn dục ở nam giới, thế rồi là làm kéo dài tuổi thanh xuân của nữ giới. Và thực tế ngàn đời nay đã chứng minh được tất cả những cái hiệu quả của nấm tỏa dương như vậy. Về sử dụng nấm tỏa dương thì nấm tỏa dương có thể sử dụng riêng một mình nấm tỏa dương ở dưới dạng sắc nước để dùng thay nước uống hàng ngày, hoặc là có thể ngâm rượu để uống, hoặc là có thể kết hợp với lại các vị thuốc khác để làm hiệp đồng tác dụng lẫn nhau cũng như là bổ trợ tác dụng cho nhau. Và cụ thể thì cũng có một số cái bài thuốc mà đã sử dụng nấm tỏa dương trong bài thuốc